Vào một buổi tối trăng thanh gió mát, hai anh em nhà đô thị đang say sưa với bộ phim hoạt hình yêu thích thì bỗng nhiên với tính cách hoạt bát và hiếu động của mình, Đô và Thị đã nhanh chóng lên đường đi trải hội. Wow! Xe hơi diễu hành đẹp quá đi! Đô và Thị ngỡ ngàng trước không khí của lễ hội pháo hoa. Món nào cũng hấp dẫn. Anh ơi, cho em món này. Anh ơi, cho em món này.